Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại gia đình vui vẻ của Tâm Tâm nha. Thì hôm nay Tâm Tâm sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chợ hoa năm 2021 Xuân Tân Sửu ở Cần Thơ để chia sẻ tới với mọi người. Thì vừa rồi Tâm đang chạy trên đường Nguyễn Khuyến, thì mình sẽ quẹo xuống dưới đường Đề Thám và sau đó đi bọc theo đường ở bờ hồ Sáng Thổi, đường Huỳnh Cương với lại đường Hoàng Văn Thụ, để chúng ta xem ở đó đã bày bán những cái loại hoa gì và tình hình mua bán ở đó như thế nào. Rồi bây giờ thì mẹ quê hôm nay lại tiếp tục làm cameraman để chia sẻ tới chúng ta thật là nhiều những hình ảnh đẹp. Thì mọi người hãy cho mẹ quê một nút like để ủng hộ tinh thần cho mẹ quê càng ngày càng quay hay hơn và chia sẻ nhiều hình ảnh hơn tới với mọi người nha. Rồi, bây giờ thì nãy giờ chúng ta cũng ngắm nhìn đường phố ở trên đường Đề Thám cũng như là đường Nguyễn Khuyến nè. Ở hai bên đường bày bán rất là nhiều đồ, trái cây, đồ ăn, rồi quần áo nữa, bông hoa. Trên đường này là nhiều nhất á, là những cái quán ăn và đồ ăn trên đường rất là ngon. Nhà mình hay đi ăn ở trên này, ăn sáng á mọi người. Có một lần quay review quán bún cá Kiên Giang, rất là ngon và nấu đúng cái vị luôn á. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu quẹo ra hướng bờ hồ Sáng Thổi nè. Và mỗi năm á, thì chợ hoa ở Cần Thơ ngoài ở dưới bến Ninh Kiều thì còn có ở đường Huỳnh Cương, đường Hoàng Văn Thụ ở bờ hồ Sáng Thổi đó. Rồi còn những cái đường khác á, như là bên Cái Răng ở khu Nam Cần Thơ, chợ Phú Thứ thì chợ hoa cũng bày bán rất là nhiều luôn. Ngoài ra đó thì còn có làng hoa Phó Thọ Bà Bộ ở Cần Thơ, nằm ở trên khúc mà mình đi từ ở đường Nguyễn Văn Linh, mình chạy thẳng lên hướng đi Thốt Nốt đó mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau ngắm nhìn con đường ở kế bên bờ hồ Sáng Thổi nè. Đường này là đường Huỳnh Cương, rất là thơ mộng luôn. Ở đây thì có nhiều quán cà phê, họ làm rất là đẹp á mọi người. Phong cách châu Âu, rồi nhiều các loại phong cách. Tới đây uống cà phê thì có thể check in, chụp hình rất là đẹp. Và ở đây phía bên tay trái của chúng ta kìa, mọi người nhìn thấy là người ta bày bán những cái cây mai. Có một cây rất là cao và to luôn, nhưng mà chưa có thấy các loại hoa như là cúc, vạn thọ hay là hoa giấy rồi đó. Thì tiếp tục Tâm Tâm sẽ chạy dài hết những cái đường dọc theo bờ hồ nè, để mình quay cho chi tiết hết luôn cho mọi người xem. Năm nay thì mình đi quay sớm, mọi năm thì Tâm Tâm tới 20 lận Tâm mới đi xuống dưới chợ hoa. Nhưng mà năm nay Tâm muốn cập nhật tình hình chi tiết từng giai đoạn luôn cho bà con khắp nơi xem nè. Rồi Tâm Tâm sẽ chạy xuống hướng dưới này. Ở trên kia thì mình nhìn xung quanh là không thấy, chỉ có một chỗ bán mai. Rồi ở bên đối diện thì mình đã quay qua rồi, mình không có thấy người ta bán hoa. Chỗ này thì có một cái cửa hàng bán hoa lan hả? Hay là họ bày hoa lan ở trước cửa đó, họ bán. Thì hôm nay mới có 17 âm lịch thôi à mọi người, 17 tháng chạp thôi. Nhưng mà Tâm Tâm cũng quay hết, dài hết con đường này luôn. Ở phía trước thì mình thấy không có bày bán hoa nhiều, mà Tâm Tâm sẽ quay hết để chia sẻ tới với mọi người. Các cô chú anh chị ở xa có thể nhìn lại đường bờ hồ Sáng Thổi, đường Huỳnh Cương và đường Hoàng Văn Thụ ngày nay như thế nào nha. Chiếu ra ngoài đây thì mình thấy nước ở trong hồ, ở trong cái rạch này á, trong này là cái rạch hay gì rồi, là nó đã cạn rồi, nước ròng á. Tới đằng trước thì có một chỗ họ bày bán những cái cây giả làm màu vàng vàng mà để trang trí ở trong nhà đó. Mình hay gọi là cây kim tiền, nhìn nó như là tiền bằng vàng đó. Rồi những cái hoa giả nữa nè mọi người, họ bày bán ở phía trước những cái quán, những cái nơi mà chỗ trống á. Bây giờ thì Tâm Tâm sẽ chạy qua cái cây cầu ở phía trước nè, để mà mình qua bên hướng ở bên kia, mình quay trên đường Hoàng Văn Thụ nha. Chỗ này mình chạy hướng ngược lại thì mình sẽ đi qua bên đường Trần Hưng Đạo, chỗ cầu Nhị Kiều đó. Nhưng mà Tâm chạy ngược qua bên này.
qua bên chỗ quẹo xuống dưới Huỳnh Cương một xíu. Tại vì thấy ở bên này có bày bán những cái cây hoa giấy với lại trái hạnh, trái tắc. Mọi người cùng tới đó xem với Tâm Tâm nha. Tới đó Tâm Tâm sẽ chạy chậm lại nhờ mẹ quê quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Thì ở đây người ta bày ra những cái cây hoa giấy rồi cây hạnh, hạnh rất là sai trái, nhìn rất là đẹp luôn. Và bên này thì hoa giấy có màu đỏ, màu vàng, cam, màu hồng, rồi xen xen vô là màu trắng. Những cái cây hạnh họ làm hình dáng giống giống như cây thông ha. Rồi có trái, à mình nhớ rồi, cây hạnh, cây tắc hay còn gọi là tứ quý nữa. Cái tên rất là ý nghĩa luôn. Tên hạnh hay là tên tứ quý đều mang ý nghĩa rất là tốt, cho một năm mới thật là nhiều những cái phúc lộc, tài lộc, rồi hạnh phúc nữa. Mình quay lại tại vì ở đằng trước thì Tâm Tâm đã quay rồi, mẹ quê đã quay rồi chứ không có thấy người ta bày bán hoa kiển. Hồi nãy mình quay qua đó, mọi người nhìn lúc nãy là thấy rồi hen. Bây giờ thì Tâm Tâm bắt đầu chạy quẹo xuống Hoàng Văn Thụ nha. Hôm trước mình đi trên đường Nguyễn Trãi đó, thì mình thấy là dưới đường Hoàng Văn Thụ nè, người ta cũng bày bán những cái chậu kiển trước rồi, những cái cây mai, chậu kiển ha. Thì Tâm Tâm chạy xích xích qua bên này nè. Ở đây thì người ta bày bán những cái cây nhỏ nhỏ, cây hạnh, rồi mấy cái cây khác như là giống như cây cọ, cây dừa kiển á mọi người. Nhưng mà một chỗ đó ít quá à, không có nhiều. Nhìn năm nay thì thời gian này họ mới bắt đầu thôi cho nên là chưa có bày bán ra nhiều. Thích nhất là quay thật là nhiều những cái chậu hoa cúc nè, hoa mai, rồi cái khoảng dịp mà hai mươi mấy rồi á, hoa mai nở lai rai nhìn đẹp lắm. Rồi còn là những cái chậu lan á, nhìn rất là rực rỡ luôn. Và nhiều lắm các loại hoa, hoa xuân năm nào cũng có những cái loại hoa mới, hoa lạ hết á. Tâm Tâm rất là thích xem, rất là thích đi tới đó, và đặc biệt là rất là thích chụp hình kỷ niệm, lưu niệm ở đó luôn. Và lúc nào thì mẹ quê cũng là một cái người chụp ảnh rất là có tâm đối với Tâm Tâm hết, và để chia sẻ tới với mọi người những hình ảnh đẹp nhất mà Tâm Tâm có thể ghi lại được. Thì nãy giờ mình chạy cũng không có thấy nhiều, không có thấy ở bên tay trái người ta bày bán hoa ha. Nhưng mọi năm là ở đây đông lắm á. Ở phía trước thì có một chỗ bày bán là chậu kiển á, rồi mấy cái đồ như là heo đất nè, rồi những cái bình hoa, chứ không có bày bán hoa ở đây. Rồi Tâm sẽ chạy băng ngang qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nè, để mà mình đi qua bên kia. Thì trong vài ngày tới á, Tâm Tâm sẽ cố gắng up lên đây thật là nhiều những cái tình hình diễn biến Tết ở Việt Nam, ở Cần Thơ như thế nào. Và mọi người ơi, có một điều là Tâm Tâm hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho mình, là tại vì tình hình dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam đang diễn biến nó khá là phức tạp đó, thì có nhiều ca nhiễm ở trong cộng đồng, cho nên mà khi quay phim á, thì mình phải giữ cái khoảng cách với lại những người xung quanh, với lại người mà mình trao đổi nói chuyện á, để giữ cái an toàn cho sức khỏe của bản thân và cũng như cho tất cả mọi người luôn. Tiếp theo, nếu mà mình chạy thẳng luôn và quẹo tay phải thì sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Và như vậy là chúng ta đã đi hết đường Huỳnh Cương với lại đường Hoàng Văn Thụ. Và Tâm Tâm cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video đến giây phút này. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chợ hoa cũng như là các chợ ở Cần Thơ trong những ngày cận Tết như thế này để chia sẻ đến với mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người hãy ủng hộ Tâm bằng cách bấm like, share, và chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm nút subscribe, nhấn vào cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất nha. Còn đây là những hình ảnh trong video ở Sắc Xuân Trên Phố, ở phố Ông Đồ, Tâm chia sẻ tới với mọi người trong video tiếp theo. Bây giờ thì cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại nha. Bye bye!